những tiết lộ kỳ lạ của hàng xóm. Chỉ khi lại gần mới thấy biển tên Tri, quán karaoke Victory. Phía trong là các phòng bé dài xây một tầng lẫn ẩn khuất phía sau các hàng cây. Bà Nguyễn, một người dân địa phương cho biết, từ xưa đến nay Hà làm ruộng, khu đất xây quán bê chừ hơn một năm kia Hà cho người ta thuê để gia công nơi để phế liệu. Những cô bé làm chuyên viên sau đây cũng đều là kẻ địa phương khác, tôi thấy bọn họ rất trẻ. Thỉnh thoảng tôi lại thấy bọn họ đi ra đường xúc phân trâu, phân bò nhưng không rõ để gia công gì. Tôi tận mắt hai lần trông thấy kế dẫn mấy cô bé đi ra đường xúc phân trâu, tôi nghĩ là mấy cô này phạm lỗi nên mới bị bắt làm như vậy, bà thờ. Một người khác tiếp lời. Người dân bàn tán về vụ việc. Không ngờ bọn họ lại gây ra tội bắt người như vậy. Thế là kẻ chỗ nào chúng tôi không rõ, nhưng từ khi đến đây cậu ta cũng không tỏ ra thái độ hay hóng hát gì. Những bất ngờ khác. Lần lượt từ trái qua các đối tượng Hà, Thắng, Kế bị tạm giữ. Do chỗ đứng quán đặt xa khu dân cư nên người dân quen dùng không bị ảnh hưởng. Từ khi mở quán karaoke gần một năm, công an xã không nhận bất cứ phản ánh tiêu cực nào từ người dân. Qua trình điều tra, trưa ngày 1 tháng 10, Công an tỉnh Vĩnh Phúc bất ngờ thực hiện check hành chính quán karaoke Victory thôn Đại Lữ, xã Đồng Ếch, huyện Lập Thạch, do Nguyễn Thế Hà làm chủ. Đối với các chuyên viên quán hát Hà trả công 100.000 đồng một giờ hát một chuyên viên, việc thanh toán tiền sau 7 đến 10 ngày. Nếu Thắng không có mặt tại quán thì Kế được xem là người sửa chữa nghĩa vụ của Thắng. Vụ việc đang liên tiếp điều tra làm rõ.